cái món cá đang nấu nè các bạn ơi. Đấy các bạn xem nè. Đấy. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay bắt đầu chân biển buổi chiều, bắt đầu mơ biển nha. Chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Đây, giờ anh em bắt đầu mơ biển. Đây các bạn, đây là trong bờ, những chiếc ghe này chuẩn bị đi nè, chuẩn bị đi biển này. Giờ anh em lấy mực khô mọc nắng nha các bạn. Đây, đây là mực khô mọc nắng nha. Đây, đó. Hôm nay đó các bạn. Hôm đây là cũng cá chuồn. Cũng gọi là cá chuồn nha các bạn. Đây là cá mực luộc rau mà mình kho khô. Sư phụ ơi đây. Nó hối, nó đi ghi, nó quay ký lại, nó vào từng giấy từng nhà mày. Ê, phải đào sư phụ nữa nha. Đấy, bạn xem hôm nay đây là toàn bộ là một tư không nha. Cục sống biển đây các bạn. BB nè, giới thiệu cho người biển. Đấy. Như là ghế gần không? Biển là BB nè thôi. Kéo không tiền bia nữa. Đây, anh em đang muối một thùng nha. Chuẩn bị nhậu vô màu một nắng xong một đêm gỡ cây nục quá mệt. Sư phụ tôi nói má cũng nục đấy là má cũng nục báo. Nên anh em bây giờ phải nhậu lại trẻ thù nó. Đây nhiều đấy à, quay a thơm vàng quá. Ủa đào cho chín cho mùi ơi, đào đỡ cho mùi đây đây con sầu sầu con ngọt cho mày sắm nữa đi dớp biết đây để làm gì quay nói gì nói anh rồi xong nói gì nữa. Không không có nét tôi giật tôi coi video tôi làm tôi thấy cười miết không hiểu không. Tại mắm anh sư phụ. Hả? Mắm không? Là ớt à? Ok, cho mắm vô sư phụ. Mình còn gươi, mình còn nói vậy chứ. Wow, ta nghĩ đẻ rồi. Ta nghĩ là thật cư. Để đụng mẹ móc thống nhau càng chút như thống là bao tròn món. Gì đâu gấp. Rồi, là cho bia nữa, mâm nhất á. Quay trong cái gì cả mình hay thấy trên cánh còn ăn nhằn. Dài mà ngồi đi biển khổ. Sướng quá trời. Mở ra. Em hay. Lên mình kêu là thằng đê thằng tướng rồi cho nên kêu ông hai đó thằng tướng thằng phó phó thằng bê hôm 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 một phú anh tướng thằng quyên anh cục đấy nó ớn hay sao phụ anh cục mực ấy đều ớn anh cái đầu đầu mực đầu cái đầu cái hũ nó nuốt không vô luôn mà vô cho gần nhất còn mực nghe cái bình đây mà cái cục nó vô đó mà nhiều ấm vô một cái thì thôi vô vô buổi chiều làm sương sương chút
vô anh sư phụ. Lạnh chưa? Lạnh kia chưa? Quá lạnh. Quá lạnh. Đây. Ừ. Đeo xong nhanh không biết không? Đây là anh ở đây còn đỡ đeo lại. Làm lâu cho mát vô. À. Có một món cá đang nấu nè các bạn ơi, đấy các bạn xem nè, đấy đấy các bạn thấy không, thì khoảng cỡ một tiếng hai tiếng nữa thì bắt đầu ghi mình sẽ đánh bắt món cá đó các bạn. Đấy bạn, món cá đang nấu các bạn xem đây, á trắng trắng á đây. Còn bây giờ thì các tạm dừng tại đây các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ và cho mình xin được like và đăng ký nha. Bây giờ bye bye, tạm biệt các bạn nha.